thì cũng như cản này là vô cửa ngục số 11. Dạ. Còn cái này là không hay. Cái này tổ cô nữa, tổ cô nè, tổ cô lãnh cô. Tổ cô lãnh cô. Ừ. Thôi, ráng theo về ở đội. Con với cháu độ con độ cháu, đem tài lộc đến cho con với cháu. Độ cho con với cháu làm ăn phấn chấn phát đạt thành tài dạng sự lý. Độ cho con với cháu làm gì được lấy. Đó là cũng như ông Chánh Sái rồi ông Cốc Tổ rồi này kia thì đâu có này. Đâu có cái này là tổ cô lãnh cô bên nữ. Và thưa chú đây xem trên Thanh Trúc thì bữa nay có lại chỗ ông Hai. Ông Hai ông đang vẽ lá sách và cũng đang khai nhãn cho thằng tài thổ địa quý anh chị. Thì khai nhãn ông thằng tài thổ địa như thế nào thì và vẽ lá sách như thế nào thì mời mấy quý anh chị và cô chú xem ha. Bên nữ mới có cái lá mấy lá cung này đó không hai? Còn bên nam thì không có. Bên nam là mình là sao không có? Bên nam thì mấy ông đó là cũng như ông Chánh Sái rồi ông Cốc Tổ rồi này kia thì đâu có này. Đâu có cái này là tổ cô lãnh cô bên nữ. Cái con nghe thường thường cái bài mà ông hai mà đọc chánh số gì nam cô tổ cô lãnh cô là mình cái ý nghĩa đó là sao ông hai? Tổ cô lãnh cô là con thường thường con nghe ông đọc cái bài cũng văn lắm. Cái đó là mình giấy hết trơn luôn bên bên nam mình cũng giấy vậy nữa. Cái vấn đề giấy đó phải giấy vậy rồi đó. Mình coi so vô coi nó giống gì không hay. Đây là quý anh chị. Cho nó giống nó được chứ để nó chịch cái rồi có người nhiều cái phần căn khó cái nó cự mình hay sao? Nó không chịu. Cự thì nó không cự chứ nó không chịu. Mình cấp lá sắt này là để cho người ta về làm để về giúp đời độ đời. Làm giúp đời độ đời. Mấy cái phần căn mà hồi trước bên nội tổ có làm thầy đó. Cái về cái cấp này, cái này là cũng như cái giấy chứng minh của trần gian vậy đó. Ở đây mà mình người nào mà lại thí dụ lại mà muốn kêu ông hai cấp lá sắt thì ông hai cũng cấp hay là sao ông hai? Theo, tùy theo người hay sao? Đâu phải mỗi người mỗi cấp. Dạ. Mình mới hỏi phần căn này ở đâu. Dạ. Rồi về đây có hữu sự gì không nói. Dạ. Thì chỗ ông hai. Ông hai đây thì lá sắt nhiều lắm nha quý anh chị. Thì tại vì ship vô á thì em không có tiện mà để lấy ra cho quý anh chị và cô chú xem. Thì quý anh chị và cô chú thông cảm ha. Đây là lá sắt nam và nữ đều hết. Thì ở đây thì ông hai ông đang vẽ lá sắt. Thì mình vẽ cái này là nó khổ khoảng bao lâu ông hai? Con thấy cũng cực quá ha. Theo mà ngồi vẽ đó là suốt một ngày gì vừa đóng ấn vừa vẽ chỉ có hai lá. Vậy không hả? Lâu quá trời ấn luôn nè quý anh chị. Em gọi cho mấy anh chị coi. Cái ấn này là kêu ấn gì không hay? Chứ ấn có trăm quan. Trăm quan, còn mấy cái ấn nhỏ này, ấn này là ấn gì luôn? Ấn này ấn của trăm quan mà cái ấn này là cái ấn số 11. Cái ấn này cũng như dữ lắm hả? Dưới trần gian mà ở dưới mà ở dưới mà Diêm Vương á thì cũng như cái ấn này là vô cửa ngục số 11. Còn cái này là không hay? Cái này tổ cô nữa, tổ cô nè, tổ cô lãnh cô. Tổ cô lãnh cô. Cái này cô nữ. Cái ăn này là của cô nữ nha quý anh chị. Thì quý anh chị mà muốn giải phần căn thì lại đây ông hai ông sẽ giải cho nhau quý anh chị.
thì người ta ở xa, người ta lại muốn giải phần căn cho ông Hai tới nhà, thì ông Hai cũng giúp nha quý anh chị, mà những người đặc biệt là không có ăn tiền phần căn mà muốn về muốn cứu độ, nói chung là độ đời thì lại ông Hai này sẽ làm cho quý anh chị. Và thứ nhất là ông Hai sẽ làm khai nhãn cho ông Thần Tài Thổ Địa luôn. Đây, thì em xin chào quý anh chị và cô chú, hẹn video tiếp theo. Thì thấy video hay thì anh chị nhớ bấm nút đăng ký và chia sẻ, và em sẽ làm video tiếp hơn, kế tiếp và sẽ hay hơn. Thì cảm ơn mấy anh chị rất nhiều. Đây là khai nhãn nha quý anh chị. Chứ còn mà mua ngoài chợ mà đem về cũng như cục gạch này, không có làm á. Cũng như cái bức tượng ông á, bức tượng ông Châu Xu, ông Bình rồi đó. Yeah. Mua về để đó cũng như miếng giấy để đó rồi thôi, chứ có ai mà gì đó mà trứng mà đổ cho đâu. Mình tại vì không có khai nhãn cho nên đâu có trứng. Khai nhãn thì người ta biết đó, thì người ta làm ấy không sao, còn mấy ông không biết mà lấy cái nhang mà trọt luôn con mắt luôn. Là trọt vô Thần Tài Thổ Địa là cầm nhang trọt vẽ gì đó không hay. Đây nên là tới ông Địa khai nhãn ông Thần Tài xong rồi tới ông Địa nha quý anh chị. Mình làm gì rồi tắm rượu gì rồi, có dùng bài nào nữa, bài cúng nào, bài đọc gì nữa không hay? Không. Rồi gì là khai nhãn mình giái như là rồi đó. Khai nhãn rồi lau chùi với xịt trầu thơm cho ổng. Xong ha. Khai nhãn Thổ Địa Thần Tài. Lá sắc của ông Hai cấp cho anh ta nè quý vị. Quý vị hả? Cái này là mình lau khô không Hai? Lau khô. Thôi, gắn theo mẹ ở rồi. Con với cháu, độ con độ cháu, đem tài lộc đến cho con cho cháu, độ cho con cho cháu làm ăn phấn chấn phát đạt thành tài dạng sự lớn, độ cho con cho cháu làm gì được lắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vẽ chữ tài của Phật Quan Âm. Hai đang vẽ chữ tài của Phật Quan Âm nha mấy quý anh chị. Thì mấy quý anh chị mà thí dụ mà đi mua ông Thần Tài Thổ Địa về á, thì mình không biết á, là mình đem mình trưng không à. Thì cho nên là quý anh chị mua về á, phải đem lại cho những ông thầy khai nhãn để cho người ta vẽ, nói chung là người ta khai nhãn khai khẩu á, thì nó sẽ bán đắt hơn. Còn mà mua rồi đem về, mua ngoài chợ đem về thì như cục gạch vậy đó. Đúng không Hai? Rồi tới khai nhãn không Thổ Địa nha quý anh chị. Một dạng thì hồi đó bây giờ là người ta đa số là người ta vẽ là khai nhãn là ông Thổ Thần Tài Thổ Địa từ xưa đến nay tới giờ vậy.
là khai nhãn một không nha quý vị. Xong đó không hai. Mình làm quá trời nhiều lá sắt ha, 3-4 lá dữ không hai. Nhiều người lỡ lãnh, đâu phải một người. Vậy hả? Nam thì đi theo nam, nữ đi theo nữ. Cái này nam nè, hai. Cái này nam. Cái này nam nè. Này nam nè, hai cái này nam, hai cái này nữ. Ồ. Người ta cấp lá sắt ha. Lá sắt rồi chứ hai. Cái bài đó là bài ấy ha. Nè quý chị, lá sắt của ông hai cấp cho những quý anh chị mà những cái phần căn mà về người ta muốn làm thầy chữa bệnh đó không hai. Quá trời luôn anh chị. Này thì mình làm cái này là cái lá sắt này là mình tự mình vẽ hay là có những cái phần người tướng người ta lên ta vẽ không hay? Ông dựa gì vẽ chứ mình có biết gì đâu vẽ. Dắt này là ông dắt này là xong rồi ha, mình chỉ vẽ vài chữ hay sao? Vẽ thêm cái chữ tổ cô lãnh cô. À, là cái đó phần tướng về hay là sao? Cái này thì mình tự vẽ. Dạ. Mình tự vẽ. Là ông hai đang vẽ lá sắt nha mọi quý anh chị. Này, lãnh cô tổ cô. Thế này. Mình vẽ mà không có cái này mình vẽ nó không có đều nó không tròn. Thì mình canh nó thôi. Thank you.